Tập 21. Giang Thiên Lăng, sao người có thể nhìn dậy con gái của người ta như vậy chứ? Vậy thì thiếu gia đã phân tích ra điều gì chưa? Phương thuốc này là để chữa rối loạn kinh nguyệt. Sao cha ta và Mã Như Long lại dùng cái này được? Nhưng lần trước ở Vạn Mã Đường, hắn dùng nam nhân để thử thuốc mà. Liệu có phải phương thuốc này vị trí của các ngăn thuốc khác với 7 năm trước không? Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. 2 tháng trước, tủ thuốc này đã được tu sửa vì mối mọt, thế nên hẳn là vị trí ngăn thuốc đã thay đổi. Nhưng mà ai nhớ được thứ tự sắp xếp trước đây như thế nào chứ? Vậy phải làm sao đây? Ta nhớ vị trí của tủ thuốc này. Lan Kim Tuyến, Đào Nhân. Sao phương thuốc này càng ngày càng kỳ lạ vậy? Tìm ra rồi. Phương thuốc này là trị sơ cứng teo cơ. Còn có vấn đề dị thuốc tương khắc nữa. Cũng chỉ là uống rượu độc cho đỡ khát, chứ không trị tận gốc. Cái này sẽ khiến người ta càng dễ tử vong. Xem ra phương thuốc của đại bá vẫn chưa hoàn thành. Chuyện này rất kỳ lạ. Sao Mã Như Long lại muốn nghiên cứu một căn bệnh vốn không thể chữa được? Hơn nữa, Vạn Mã Đường của hắn đâu có buôn bán thuốc thang. Không sao, giờ có phương thuốc cũng coi như đã có manh mối. Nếu chuyện phương thuốc của Giang Đại Lão Gia bị mất có liên quan đến Mã Như Long, thì hắn nhất định sẽ bắt đầu sắc thuốc. Nhưng nếu muốn sắc mười mấy vị thuốc này cũng phải cần 5 ngày. Sau khi chế ra, 2 vị thuốc là Lan Kim Tuyến và Đỗ Trọng sẽ tản ra mùi hương đặc biệt. Nó sẽ khiến người ta hưng phấn, khó ngủ. Chuyện này dễ xử thôi. Chúng ta chỉ cần tìm đến những người khác thường trong thành Sùng An là được rồi. Nếu không muốn ngủ thì chắc chắn buổi tối sẽ đi tìm thú vui. Nơi nổi tiếng nhất thành Sùng An tất nhiên là phường Hoa Đăng rồi. Vậy ta sẽ dặn chiếc Di Tỷ để ý giúp chúng ta. Có tin gì thì báo cho chúng ta ngay. Ca ca, đây không phải dụng cụ luyện tập, là vật để nghiền thuốc đó. Ca ca, tôi đã biết mục đích của Mã Như Long rồi. Chắc chắn là vì huynh không đồng ý thử thuốc giúp hắn nên mới bị hại thê thảm. Huynh yên tâm,
Bộ nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này. Sao giờ này rồi mà còn chưa đến? Nhanh tới hẻm nhỏ ở con phố phía sau. Dân Thành, Tề cô nương. Quân sát thuốc cho ai vậy? Tề thúc thúc nói gần đây ông ấy có triệu chứng khí hư, ta sắc ít thuốc bồi bổ cho ông ấy. Ông ấy suốt ngày ăn chơi đàn điếm ở vườn hoa đăng thì sao không khí hư được? Ta thấy ông ấy không chỉ cần bồi bổ khí huyết mà còn phải bồi bổ trái tim. Quynh cũng phải bồi bổ. Ta bồi bổ. Quynh bồi bổ não đi. Đừng tưởng rằng Quynh đi tìm đủ cách lấy lòng cha ta thì ta sẽ thích Quynh. Không đời nào. Tề cô nương, ta không ngờ cô lại ghét cha cô đến vậy. Quynh sai rồi. Ta không chỉ ghét cha ta mà còn ghét cả Quynh nữa. Ghét Quynh lo chuyện bao đồng. Ta không chỉ ghét cha ta mà còn ghét cả Quynh nữa. Ghét Quynh là chuyện bao đồng. Phim được thuyết minh bởi Pango TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Cảm ơn. Cô nương, người đặt hoa nói rằng chỉ cần cô vui vẻ thì Quynh ấy cũng vui vẻ. Cảm ơn. Bất ngờ này chắc sẽ khiến Thủy ca tha thứ cho mình nhỉ. Đúng rồi cô nương, Giang thiếu gia đặt hoa Quynh không trả tiền, cô có thể trả tiền hoa giúp ta được không? Giang thiếu gia. Không, cô cứ phải đòi tiền hôm nay à? Ngày mai trả cô không được sao? Cô chờ chút. Cảm ơn. Giang Bạch Ngọc. Giang Bạch Ngọc. Quynh cười ngốc cái gì? Không có gì. Mọi chuyện tối nay là do Quynh sắp đặt à? Tính toán kỹ vậy làm gì hả? Chẳng phải do thấy mấy hôm nay cô không vui nên muốn chọc cô vui hay sao? Có thật hay không đó?
Đương nhiên là thật rồi. Thủy ca, cô nói xem hai ta là bạn tốt thế nào. Tất nhiên là vì ta quan tâm cô, đúng không nào? Cô làm gì đấy? Mấy hôm nay hơi đau lưng. Kỳ cục. Có điều vẫn phải cảm ơn huynh. Nhưng mà chúng ta chỉ giả vờ yêu nhau, sau này vẫn cần tránh bị nghi ngờ, biết chưa? Biết rồi, nghe cô hết. Cảm ơn nhé. Tránh bị nghi ngờ, có ý gì vậy? Thuốc này cuối cùng cũng hết tác dụng rồi. Mấy ngày nay phải uống linh thảo tăng liều lượng, còn suýt chết vì nóng rồi. Vậy nếu tối nay Thủy Vô Hà lại bắt cô uống thuốc thì con làm thế nào đi? Sư phụ à, con không đi có được không? Không đi. Tối qua con đã không đi rồi, hôm nay lại không đến. Con muốn chia tay à? Cùng lắm thì con nói với cô ấy, vết thương của con đã khỏi rồi. Tỷ. Tỷ à? Sao thế? Nam nhân ghen thì phải dỗ thế nào? Lại đây. Đại hiệp Sùng An gần gũi thật đấy. Chẳng có gì mà cũng ghen cho được. Dỗ nam nhân chứ gì? Ta có cách. Nam nhân thích nhất là nữ nhân tam tòng tứ đức. Đầu tiên là dáng vẻ. Có phải ngốc lắm không? Thôi bỏ đi. Xét thấy nền tảng của tỷ quá kém, chúng ta học thứ đơn giản thôi vậy. Ngoảnh đầu mỉm cười. Tỷ hiểu không? Nhớ kỹ, những cô nương kia cười lên xinh đẹp lắm. Tỷ thử xem. Quay đi. Quan trọng nhất là nụ cười. Tỷ quay lưng lại, nhìn vào ta mà cười. Làm sao ta thấy được? Chẳng phải muội bảo ta quay qua sao? Ngoảnh đầu mỉm cười. Ngoảnh đầu. Tỷ, tỷ cầm quạt che đi thì hơn. Đúng. Tỷ che hết cả mặt luôn rồi kìa, để làm gì? Thôi thôi, cái này khó quá. Chúng ta học thứ đơn giản hơn nha. Làm đũng. Nữ nhân biết làm đũng là tốt số nhất. Ta thấy những cô nương khác làm đũng đều là gọi tên. Thẩm đại hiệp, dậm chân. Cô đừng giận nữa. Sau đó bước nhỏ. Tỷ, ta bảo tỷ dịu dàng chứ không bảo tỷ câm. Là nhà gái của tỷ đã dạy tỷ những gì vậy? Chẳng nữ tính chút nào cả. Không dỗ nữa. Thôi, ta không biết dạy, tỷ cũng không học được. Tỷ, vốn dĩ tỷ rất xinh đẹp mà, rất xuất sắc. Có nhiều nam nhân thích tỷ là chuyện rất bình thường. Đại hiệp Sùng An như huynh ấy chắc không hẹp hòi như vậy chứ. Thế nên là tỷ cứ thẳng thắn nói rõ với huynh ấy. Nhớ kỹ, lúc đối mặt với huynh ấy thì đừng căng thẳng quá. Cách này đáng tin. Cách này tốt đấy. Cố lên. Cố lên, ta làm được mà.
Vô Hà, Quỳnh đến rồi. Quỳnh ngồi trước đi. Quỳnh đừng nói gì vội. Ta có vài điều muốn nói với Quỳnh. Ta biết gần đây ta thân thiết với Giang Bạch Ngọc, nên Quỳnh hơi ghen tuông. Quỳnh không cần giải thích nhiều. Hôm đó vì lời nói của Quỳnh không tự nhiên, hành vi khác thường, chắc chắn là vì chuyện này. Chỉ là lúc ấy ta không nhận ra. Nhưng mà bây giờ ta đã biết rồi, ta hiểu rồi, nên hy vọng Quỳnh cũng hiểu được. Trong lòng của ta chỉ có một mình Quỳnh. Quỳnh không cần vì Giang Bạch Ngọc mà ghen tuông. Nhưng mà ta muốn hỏi một chút, vì sao Quỳnh lại cho rằng ta sẽ thích Giang Bạch Ngọc? Ta sẽ không thích hắn đâu. Quỳnh cũng đừng giải thích nhiều với ta. Ta biết chắc chắn Quỳnh cho rằng ta thích Giang Bạch Ngọc nên mới ghen. Nhưng Quỳnh là một đại hiệp, sao Quỳnh lại ghen cơ chứ? Ta đang giải thích với Quỳnh thôi, không phải chất vấn Quỳnh đâu. Tuyệt đối không phải như vậy mà. Ta hơi rối loạn một chút, Quỳnh đợi ta sắp xếp lại đã. Đợi ta sắp xếp lại. Được rồi, được rồi. Ta nói lại từ đầu một lần nữa. Quỳnh xem thế này có thể. Thật đáng yêu. Bác Hỷ nhìn thấy hết rồi. Vết thương của Quỳnh sao rồi? Đỡ nhiều rồi. Nhờ uống linh thảo tăng liều lượng của muội đấy. Thủy ca, nào, ngồi đi, làm gì vậy? Kỳ cục quá à. Tiết hôm nay là tiết hình sự. Đây là vụ án gần đây của quan phủ, đến giờ vẫn chưa giải quyết. Ta muốn nghe suy nghĩ của các trò. Trên người nữ tử này có vết dao, hơn nữa thi thể còn trôi trên sông. Vậy nên ta nghĩ đây chắc chắn là một vụ mưu sát. Còn nếu nam tử này là hung thủ thì tại sao cũng bị dìm chết cùng? Trong hồ sơ vụ án có ghi một người trong số họ là hạ nhân, người còn lại là tiểu thư khuê khác. Nhưng họ còn đeo hai chiếc túi thơm theo chim uyên ương bên mình. Có thể thấy quan hệ giữa hai người họ không tầm thường. Chẳng lẽ hai người họ tự tử vì tình? Tình yêu đúng là làm con người ta phát điên. Cha của nữ tử này còn nói ông ấy tận mắt chứng kiến nam tử kia đánh bị thương con gái mình rồi bắt cô ấy đi. Có thể nam tử này đã quá cực đoan. Dù thích một người đến mức nào cũng không nên cư xử thiếu suy nghĩ như vậy. Phải chấp nhận rằng người ta không thích mình. Vả lại, thiện nhân thân cận của nữ tử kia có nói vết thương của cô ấy không phải là có từ đầu, mà là sau khi chết mới có. Chắc chắn trong số họ có người đang nói dối. Theo ta thì chắc chắn người cha cảm thấy nhục nhã vì con gái mình bỏ nhà theo trai, vậy nên mới chém một nhát lên người nữ tử đã chết kia. Thật không đáng làm cha.
Mọi người xem, nữ tử này mang theo túi thơm, chứng tỏ hai người này yêu nhau. Nếu đúng là người cha đang nói dối, thì có thể biết rằng hai người đó trải qua rất nhiều khổ sở, nhưng không ngờ rằng kết cục là như vậy. Các trò nói hồi lâu nhưng đều là suy luận. Ta đã dạy các trò rồi, chuyện gì cũng cần chứng cứ. Đúng vậy, đó chính là nội dung tiết học hôm nay. Tiếp theo thì tự các trò xem xét, suy nghĩ đi nhé. Hôm nay đến đây thôi. Dù sự thật về vụ án này có là thế nào thì đều là vì tình cả. Đúng thế, vậy nên chúng ta phải trân trọng lẫn nhau. Giang Bạch Ngọc, con lấy lọ thuốc của ta trút giận gì đấy? Sư phụ, con thực sự không chịu nổi nữa. Ngày nào Thủy Dung Hà cũng lượn lờ trước mắt của con. Ban ngày gặp con thì cứ như kẻ thù, chỉ muốn cách xa con 8 trượng, còn không đụng chạm gì được. Đến tối thì lại ngoan ngoãn nói gì cũng nghe, chỉ ước được ngắm trăng ngắm sao cùng con. Cứ tiếp tục thế này thì chưa tìm ra sự thật, con đã bị tâm thần phân liệt rồi. Xem con kìa, đã lúc nào rồi mà con còn không biết cái gì quan trọng, cái gì không. Bảo sao Thủy cô nương lại cho con một bạt tai. Lại nói, quan hệ phức tạp bây giờ của hai người chẳng phải đều do con tạo ra hay sao? Thôi thôi, để con tự làm. Sư phụ, gần đây có gì bất thường không? Con yên tâm đi, có biết bao cặp mắt đang theo dõi cơ mà. Chỉ cần có tin, ta sẽ lập tức nói cho con biết. Còn con, tuyệt đối đừng để bị lộ tẩy với Thủy cô nương đó. Những chuyện khác sẽ không có sơ suất gì đâu. Nhưng người cũng nói rồi mà, đâu thể giấu được tình yêu. Lỡ như hôm nào đó con không kìm lòng được, con đừng bi quan thế chứ, phải không nào? Con nghĩ về tương lai đi. Con nghĩ xem, đến lúc chúng ta đã báo được thù, vậy thì cứ tự nhiên nói hết mọi chuyện với Thủy cô nương, rồi ôm mỹ nhân về nhà thôi, đúng không nào? Sư phụ đúng là nhìn xa trông rộng. Vậy thì con phải sớm nói cho cô ấy biết. Con phải xin lỗi cô ấy với thân phận là Giang Bạch Ngọc trước, rồi giải thích rõ ràng với thân phận Thẩm Thanh Lý, khiến cô ấy ở lại Sùng An rồi. Đó cũng là một cách, nhưng con phải chú ý chừng mực đấy. Đương nhiên rồi, về Đồ Nhi xin cáo từ. Đệ đệ, ca ca. Đệ đệ, ta thấy gần đây đệ cứ ra vào Phượng Hoa Đăng, chắc không phải là ưng ý cô nào trong Phượng Hoa Đăng đấy chứ. Ca ca, cô nói linh tinh gì vậy? Không sao đâu, đệ cứ nói đi. Trong số Xuân Hạ Thu Đông là người nào? Cô đừng quậy nữa. Chắc không phải là... Không không. Nè, không không, đệ đệ. Không phải chứ. Đệ đệ, không phải ta muốn đệ mất hứng đâu, nhưng thực sự thì đệ không hợp với Chiết Chi. Tỷ ấy phóng khoáng thoải mái, đệ thì cẩn thận chín chắn. Tỷ ấy sáng nắng chiều mưa, đệ thì bảo thủ không thay đổi. Tỷ ấy giỏi ca múa, đệ thì hát hò cũng chẳng xong. Ca, ta cũng không biết có phải mình đã phải lòng cô ấy hay không. Chỉ là ta cảm thấy cô ấy rất đặc biệt. Xét theo tình hình của đệ thì không phải đệ thích tỷ ấy đâu, chỉ là thấy mới mẻ nhất thời mà thôi. Thật sao? Đương nhiên rồi. Tình yêu thật sự là khi đệ nhìn thấy núi cao nước biếc thì muốn dẫn cô ấy đi ngắm cảnh đẹp nhân gian. Khi đệ nhìn thấy muôn hoa đua sắc thì muốn cài hoa lên mái tóc của cô ấy. Nói chung thì là ngày không thiết ăn uống, đêm không thiết ngủ, trong đầu chỉ nghĩ đến người đó mà thôi. Đệ có cảm giác như vậy hay không? Thì ra đó mới thực sự là thích. Đúng đấy đệ đệ. Vậy nên không phải là đệ thích tỷ ấy đâu.
Để bình tĩnh lại rồi nghĩ kỹ đi. Nào nào, uống trà đi. Hôm nay thì làm sao vậy? Đến nửa ngày rồi cũng chẳng nói một câu, chỉ biết uống nước thôi. Đây là chén nước thứ năm rồi, rốt cuộc là chuyện gì? Ta chỉ đang nghi ngờ thôi. Ta chỉ nghi ngờ. Ta nghi ngờ rằng Giang Bạch Ngọc thích ta. Tỷ có mắt không vậy? Chuyện đó còn cần nghi ngờ nữa sao? Mùi nhận ra à? Mùi nhận ra từ bao giờ? Lúc tỷ bị mù ta nhận ra rồi. Tỷ, tỷ à, tỷ nghĩ lại mà xem. Lúc đó tỷ không nhìn thấy gì, vừa bất an vừa yếu đuối. Là ai đã ở bên cạnh tỷ cả ngày? Ai đã chăm sóc tỷ từng ly từng tí? Ai đã làm xe lăn cho tỷ, còn muốn làm đôi mắt của tỷ nữa? Ta thấy đây đâu chỉ là thích, mà là cực kỳ thích ấy. Không được. Ta có chuyện này muốn nói với huynh. Ta cũng có chuyện muốn nói với cô. Vậy qua kia. Ta đã nghĩ kỹ rồi. Chuyện sáng nay đúng là do ta. Vậy nên ta đặc biệt mua cho cô món tàu phớ mà cô thích nhất. Mong cô rộng lượng không chấp, không so đo với tiểu đệ. Sao cô nấy biết mình thích ăn tàu phớ nhất? Trước nay mình có nói bao giờ đâu. Hiểu rõ mình đến mức này, chẳng lẽ cô nấy có tình cảm sâu đậm lắm rồi? Nếu mình từ chối thẳng thì liệu cô nấy có chấp nhận nổi không? Lỡ như giận quá, không được, vẫn nên từ từ thôi. À thì sáng nay ta cũng tập trung vào vụ án quá, cho nên mới nhất thời lơ đãng. Ta cứ cảm thấy nam tử kia không có được tình yêu nên mới gây ra vụ thảm án này. Ta cảm thấy không đáng cho cô nương kia, cũng cảm thấy đáng tiếc cho nam tử ấy. Quỳnh nói xem, hai người đó địa vị thân phận cách nhau quá lớn, lại còn không môn đăng hộ đối, sao có thể yêu nhau được, đúng không? Thủy ca nói rất đúng. Ta vốn tưởng rằng tình yêu đích thực có thể vượt qua tuổi tác, thân phận và địa vị. Nhưng nếu đặt mình vào vị trí đó rồi suy nghĩ, nếu đã không hợp thì chính là không hợp. Dù cưỡng ép ở bên nhau cũng vô ích. Đúng là đạo lý đó đấy. Người không hợp nhau thì không nên đến với nhau. Dừa hái xanh không ngọt, nhất là một người yêu, một người không yêu. Nếu đến với nhau thì sao có thể hạnh phúc, đúng hay không? Đúng vậy. Nói như vậy, dù họ bị truy sát hay uống thuốc độc tự sát thì đều là cái kết không có hậu. Thật đáng hận, cũng thật đáng buồn. Trời ơi, không ngờ huynh có thể hiểu đạo lý này. Ta vui quá. Tiếc là không phải tất cả mọi người trên thế gian này đều hiểu.
Quỳnh ấy nói như vậy là sao chứ? Rốt cuộc là có hiểu hay không đây? Nụ cười ban nãy có nghĩa là gì? Mình đã nói rõ ràng vậy rồi, chẳng lẽ Quỳnh ấy định tiếp tục thích mình nữa hay sao? Cũng giống như đệ đệ của ta, xa chân dây tình yêu bị cấm đoán, sau này phải làm sao đây? Đừng nghĩ nhiều như vậy nữa. Chắc chắn Gia Bạch Ngọc đã hiểu ra rồi. Quỳnh ấy có hiểu ra được không? Chắc là được thôi. Chắc không đến nỗi không hiểu đâu nhỉ. Chắc là hiểu ra được rồi chứ. Thủy cô nương, có muốn làm hiệp khách với ta một lần nữa không? Được. Ta thấy họ thật đáng thương. Mùi thử đi. Là bạc. Lần này có thể chữa mắt cho muội rồi. Cảm ơn ông trời. Cảm ơn ông trời. Thẩm Đại Hiệp, Tứ ca, không ngờ Thẩm Đại Hiệp có ân báo ân, có oán báo oán, lại sống những ngày thế này, biến thành nàng tiên ốc nấu cơm nấu nước cho người ta. Trải qua bao điều mới biết bình phàm mới là thật. Sống trong giang hồ đã lâu, thi thoảng cũng muốn sống tháng ngày bình thường thế này. Cảm ơn huynh vì đã đưa ta trải nghiệm những chuyện hôm nay. Mùi xem kìa. Oh.
Nếu muội muốn có một tình yêu anh liệt, ta có thể cùng muội xông pha giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa. Nhưng nếu muội cũng muốn sống cuộc sống củi gạo dầu muối, có cãi giả, có vui cười, ta cũng bằng lòng sống bên muội cả đời này. Dù tương lai có xảy ra chuyện gì đi nữa, ta cũng mong muội luôn ở bên ta. Muội bằng lòng chứ? Muội có bằng lòng không? Nhưng ta chưa từng nghĩ đến những chuyện này. Không sao đâu, ta chờ muội.